Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị đã quay lại kênh của em Nguyễn Văn Thí. Kênh của em là chuyên review về nhà phố, đất nền, căn hộ, biệt thự của thành phố biển Nha Trang và các huyện lân cận. Tiếp với cái hành trình đi review bất động sản thì hôm nay em thấy lại tiếp tục ghé cái khu đô thị rất là quen thuộc ở thành phố biển Nha Trang. Đó là khu đô thị An Bình Tân thuộc phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nha quý cô chú anh chị. Vị trí em thấy đang đứng đây là ở bên khu phía bên gần cầu Bình Tân. Đó, phía bên kia là cầu Bình Tân. Đây di chuyển qua đó thì đâu đó thì tầm hơn 200 mét thôi. Còn phía trước đây là sông Quán Trường. Xe đang chạy phía bên đó là đường Vành Đai 2. Khu đô thị An Bình Tân là một khu đô thị rất là đáng sống nha quý cô chú anh chị. Nếu mà quý cô chú anh chị đã từng theo dõi kênh của em thì biết khá là rõ về cái khu đô thị này rồi. Dạ vâng, để tạo động lực cho em ra nhiều video hơn nữa thì quý cô chú anh chị nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Em thấy xin chân thành cảm ơn những quý cô chú anh chị trong và ngoài nước đã ủng hộ kênh của em trong thời gian qua. Thì hôm nay thì em sẽ review một cái lô đất ở tại vị trí này, cách đây vài bước chân thôi, ở phía bên kia. Ở đây thì dân cư đã hiện hữu rồi nha quý cô chú anh chị, cũng khá là đông. Cái lô đất hôm nay em giới thiệu đến cho quý cô chú anh chị là một lô góc rất là đẹp luôn. Giá thì chỉ 39 thôi, mà giá này thì còn có thể thương lượng nữa. Dạ vâng, bây giờ thì em xin mời quý cô chú anh chị cùng theo chân em đi vô lô đất ạ. Dạ vâng, cái lô đất hôm nay em review gửi đến cho quý cô chú anh chị là cái lô đất nằm trên đường T số 12 và T8, lô góc ạ. Đây là trục đường T7. Dân cư xung quanh ở đây. Ở bên này thì dân cư thì còn cũng khá là đông, nhưng mà nó ít hơn cái khu ở bên kia, khu phía bên kia mà em review nhiều hơn á. Khu bên đó gần đài truyền hình KTV. Nhưng mà sau này thì bên này thì dân cư cũng sớm đông đúc thôi. Đường T12 này nó thông qua bên kia nha quý cô chú anh chị. Thì cái đoạn kia thì họ đang làm nên là chưa thông. Sắp tới là sẽ thông thoáng hết. Ở bên này thì lô này thì chỉ là giao dịch trên hợp đồng mua bán nha quý cô chú anh chị. Hiện tại là bên này chưa có sổ. Đây, tổng quan đây. Cái lô đất hôm nay em giới thiệu đến cho quý cô chú anh chị đây ạ. Lô góc hai mặt tiền với tổng diện tích là 165,30 m². Hướng là gồm có hướng chính đây là hướng bắc và hướng bên này là hướng tây. Mặt tiền ngang là 8,66 nha quý cô chú anh chị. 8,66. Đường T8 này thì dân cư đông hơn. Đó, tổng quan cái lô đất ở đây. Bởi vì anh chủ đang cần tiền nên là thật sự là cũng rất là muốn bán gấp, muốn tìm chủ mới sớm ạ. Đây tổng quan. Giá thì chỉ 39 triệu thôi. Còn thương lượng cho quý cô chú anh chị thiện chí á. Nó nằm trên cái trục đường T8 và T12. Lòng lề là mỗi đường là gồm 13 10 mét. Lòng lề là 13 mét nha quý cô chú anh chị. Tổng quan xung quanh. Cây cối cũng khá lớn. Bây giờ thì em sẽ nói về tổng quan về cái khu An Bình Tân lại cho quý cô chú anh chị mà chưa theo dõi kênh em để biết rõ hơn. Khu đô thị An Bình Tân á, là một khu đô thị rất rất là đáng sống với tổng diện tích là gần 72 hectare. Gồm có nhà phố liền kề, biệt thự,
chung cư, trung tâm thương mại, công viên, trung tâm y tế, trường học các cấp, trung tâm thể thao, vân vân. Đó là những cái tiện ích nội khu. Còn tiện ích ngoại khu á, thì quá trời tiện ích nha quý cô chú anh chị. Mình di chuyển từ đây xuống dưới kia đường hai đường Võ Văn Kiệt thì đâu đó thì hơn 100 mét thôi. Di chuyển qua cầu Bình Tân bên kia thì tầm hơn 200 mét thôi. Đó. Và từ đây mình di chuyển xuống với dưới cảng Hòn Rớ, chợ Hòn Rớ thì chưa tới 1 km. Nói chung là trong bán kính hơn 2 km á thì có Ủy ban Nhân dân phường Phước Long nè, trường học các cấp nè, bệnh viện, quán xá, cà phê, vân vân. À, hướng bên kia là mình di chuyển đi vô Phước Đồng, đi vô Cam Lâm, Cam Ranh, đi vô sân bay. Từ đây mình di chuyển vô sân bay thì đâu đó thì hơn 30 phút đi ô tô thôi. Di chuyển xuống quảng trường 2 tháng 4 thì hơn 3 km. Mình di chuyển lên phía quốc lộ 1A thì đâu đó thì tầm 8 km. Di chuyển xuống ga Nha Trang thì chắc khoảng 10 phút đi xe máy. Nếu mà đi nhanh thì chưa tới 10 phút. Tổng quan xung quanh đây. Với cái giá mà chỉ 39 triệu thôi. Là một cái giá cũng còn thương lượng thì cũng rất là phù hợp để cho quý cô chú anh chị đầu tư. Thì quý cô chú anh chị cũng biết khá rõ thị trường bất động sản hiện tại đang đứng. Thì mình nên đầu tư là đầu tư lâu dài. Đó. Còn mua ở vị trí này thì quá tuyệt luôn. Đặc biệt là ở đây thì mình có thể xây nhà. Trong tương lai thì dân cư đông đúc thì mình có thể kinh doanh, buôn bán. Tại vì cái lô gốc, tổng quan xung quanh. Xung quanh đây. Đường xá thiết kế rất là đẹp. Nhà ở đây thiết kế thì đa số là một trệt, hai lầu, một tâm nhân quý của chú anh chị. Và đặc biệt hơn nữa là cái lô đất này á, là anh chủ sẽ tặng bản thiết kế 20 triệu. Và hiện tại thì chưa ép cọc nha quý của chú anh chị. Ép cọc đâu đó thì tầm cỡ 130 triệu. Và có thể hơn một tí. Ở phía bên kia, đường T9, phía trên đường T9 kia. Thì trong tương lai là sẽ hình thành cái tổ hợp chỗ đó là trường học, chung cư, vân vân. Chung mà đang triển khai, trong tương lai là sẽ hình thành. Từ đây mình di chuyển qua đường đài, chỗ đài truyền hình KTV thì đâu đó thì vài trăm mét thôi. Mai mốt là đường T12 này thông thoáng thì mình qua đó rất là gần. Các cái khu đô thị lân cận ở đây thì có khu đô thị Vision Phước Long này, khu đô thị Phước Long A, Phước Long B, ngoài kia thì có đô thị Hà Quang 1, Hà Quang 2, xa hơn thì có khu đô thị Mỹ Gia. Bây giờ thì em sẽ di chuyển đi qua cái hướng phía chỗ sông kia cho quý cô chú anh chị cùng xem. Ở đây thì khí hậu rất là trong lành, mát mẻ nha quý cô chú anh chị. Gần sông nên là rất là mát. An ninh thì cũng rất là an toàn. Ở phía trước này là có công viên cây xanh này.
Đó, cái sông ở phía trước cái nhà quý cô chú anh chị. Ở đằng xa kia là cầu Bình Tân. Dạ vâng. Nếu mà quý cô chú anh chị thấy cái lô đất này phù hợp với quý cô chú anh chị thì quý cô chú anh chị ha. Alo cho em nha. Em sẽ xếp sắp lịch cho quý cô chú anh chị cùng đi xem thực tế. Và ngoài ra nếu mà quý cô chú anh chị muốn tìm một cái lô đất ở vị trí khác hoặc là một căn nhà ở thành phố biển Nha Trang để đầu tư hoặc là an cư thì hãy alo cho em với số điện thoại là 0356 004 325 nhé. Dạ vâng, hẹn gặp quý cô chú anh chị những video tiếp theo ạ.